Dạ rồi, bây giờ em mời cả nhà chúng ta hãy cùng xem cây giống nha cả nhà. Cả nhà ơi, nhìn thọ hương bên vườn mai em rất là đa dạng và rất là nhiều loại luôn. Thì chúng ta thích loại nào thì giá cả như thế nào thì bên em cũng có cả nhà. Thì đầu tiên sẽ là một cái lô mai cúc thọ hương là giá chỉ 50.000. Thì loại này cả nhà nhìn nè, cây thì cũng đã uốn dây chỉnh sửa cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Đây, đây có cây thì cái chiều cao của nó tầm khoảng 2 gang tay luôn cả nhà. Thì nói chung là tầm từ 30 trở lên ha. 30 trở lên. Có lô là có rễ tay bí luôn nè. Đó, có rễ tay bí luôn. Và những có những cây thì uốn dáng lông luôn. Đó, rất là nhiều loại, rất là đẹp luôn cả nhà. Rễ thì xử lý đủ kiểu nha. Nó có cây thì cũng có nhánh luôn. Giá chỉ 50.000 một cây cả nhà. Phải nói là cực kỳ rẻ luôn. Rồi, và bên đây sẽ là một cái hàng 65.000. 65.000 thì cái cây này nó nằm trong chậu C5 nha. Cây thì cành nhánh nó xum xuê hơn cả nhà. Đây cả nhà nhìn ha. Đó, đây, cả nhà nhìn nè. Đó, cành nhánh nó rất là xum xuê thì giá là 65.000. 65.000 ha. Rồi, qua hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là hàng 75.000. 75.000 đây cả nhà. Đó, vô cái cây cành nhánh nó xum xuê hơn nhiều luôn ha. Đó, thì giá nào bên em cũng có nha cả nhà. Cho nên là cả nhà ha, thích chọn cái nào thì bên em cũng có hết nha. Đó, đây là 75.000. Cây cành nhánh nó xum xuê hơn ha. Rồi, tiếp tục là một cái hàng hai mùa cả nhà. Loại này hôm qua em mới về hàng luôn nè. Rất là đẹp luôn. Đây, hai mùa. Đây, cây ha. Cây thì liền cốt 100% và đặc biệt là uốn dáng lông hết cả nhà. Cây thì nó cành nhánh rất là xum xuê. Loại này em bán với giá là 130.000 một cặp nha. Ủa, một cây nha. Đó, 4 cây thì bên em bao ship, 10 cây bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, thọ hương thì nó có rất nhiều loại ha. Đây, loại này rất là đẹp nè. Đó. Đây ha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của chiếc nhà bông nha. Một lô cúc thọ hương cực kỳ đẹp nha cả nhà, gồm nhiều loại giá ha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.